Lúc đầu thì tôi bảo ôi chết rồi, sao xe mình nó kêu to như thế này, hay là động cơ nó bị làm sao, có phải là do nó hỏng không, hay là chưa thay dầu, hay là quên không đổ dầu hay gì. Cuối cùng không phải, mà nó như thế này. Xin chào tất cả mọi người, lại là chiếc xe VinFast của tôi. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về độ ồn của xe VinFast. Chiếc xe VinFast này có ồn không? Thưa quý vị, chiếc xe VinFast này nó ồn. Tại sao tôi lại biết? Tại sao tôi lại hỏi cái câu là tại sao tôi biết? Bởi vì tôi đang đi đường, đi đến những cái chỗ như hầm xe để xe nhà tôi, hay là đi ở những cái đường vắng. Đang đi tự nhiên thấy có người quay ra nhìn. Có người lại quay ra nhìn. Mình bảo sao kỳ quái nhỉ, mình đi sau lưng người ta mà người ta lại cứ nhìn xe mình. Thế xong tình cờ có một hôm là tôi nổ máy, tôi mở cửa ra, tôi đi ra. Xe của mình sao nó ồn, nó kêu to thế. Tôi bật thử, nổ máy thử cho các bạn nghe thử nhá. Đây, tôi sẽ cho các bạn nghe cái tiếng xe VinFast nó sẽ ồn như thế này này. Đấy, để nổ rồi. Tất nhiên là chúng ta sẽ không đo đạc bằng cái máy móc nào cả, bởi vì nếu mà đo bằng máy móc thì chúng ta sẽ phải đến một cái chỗ nó gọi là phòng kín thì nó mới chuẩn. Chứ còn tất cả những cái tiếng ở môi trường bên ngoài, ở đây có nhiều tiếng quạt gió thứ thì nó sẽ không quá chuẩn. Đây, đây, các bạn nghe thấy chưa? Tôi sẽ áp cái mic của tôi vào, tôi đang zip lên đấy, kêu hết luôn. Rồi tôi sẽ đề nổ tiếng chiếc xe này của tôi. Đây là chiếc Mẹc E300, cũng là xe của tôi. Để cho các bạn nghe là độ ồn của chiếc xe này nó như thế nào so với xe VinFast. Hôm nay chúng ta sẽ so sánh nhá. Đây, đáng nhẽ là chúng ta phải nổ lâu lâu một tí để cái quạt gió nó hoạt động. Rồi tôi sẽ để cho nó nổ một tí đi. Nghe nhá. Đấy, các bạn nghe thấy chưa? Hiện tại ấy, thì hai xe này ấy, nó không quá chênh lệch, nó không có quá chênh lệch. Nhưng mà đi một lúc ấy, bạn nghe con VinFast này, kêu đấy, nghe nhá, xe nào? Chưa, đây tôi cho các bạn nghe. Khi nào mà nó phải nóng nóng lên một tí cơ. Đây để tôi xử lý cho các bạn xem. Tôi sẽ cho nó lên một tí. Đây, nghe nhá. Đấy, tiếng nó kêu giống cái gì nhỉ, để tôi mô tả. Nó kêu giống một cái máy xay bột. Không biết các bạn đã từng gặp một cái máy xay bột chưa? Máy xay bột cho trẻ em ăn ấy, hay phải xay gạo ra thành bột ấy. Các bạn đi đến phố nào nhỉ? Bây giờ thì ít rồi, bây giờ bột bán sẵn nhiều quá rồi, nhưng ngày xưa hay coi những cái máy xay bột nó kêu ở đấy. Nhưng mà lúc đầu thì tôi bảo ôi chết rồi, sao xe mình nó kêu to như thế này, hay là động cơ nó bị làm sao, có phải là do nó hỏng không, hay là chưa thay dầu, hay là quên không đổ dầu hay gì. Cuối cùng không phải, mà nó như thế này. Bây giờ tôi sẽ tắt cái điều hòa đi cho các bạn xem. Tôi sẽ tắt cái điều hòa đi nhá. Đây, tắt đi. Tắt đi luôn. Khi mà bạn tắt điều hòa ấy, này, không nghe thấy một tiếng gì luôn. Nói thế thì hơi nói quá, nhưng mà dường như là nó quá êm, không nghe thấy một tiếng gì cả. Thực sự là như vậy, không nghe thấy luôn. Alo, 1, 2, 3, 4. Nó êm một cách ngạc nhiên. Thì lúc đó tôi mới phát hiện là hóa ra là cái động cơ này ấy, nó nổ cực kỳ êm, nhưng cái tiếng ồn của nó là do cái điều hòa. Thì chính xác là do cái cánh quạt hay là do motor của cái điều hòa này thì tôi cũng chưa biết, vì tôi cũng không phải là chuyên môn điều hòa. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái điều hòa này thì khắc phục sẽ không quá khó. Mấy hôm nữa tôi rảnh thì tôi sẽ đến đại lý để tôi khắc phục. Tôi thì tôi đoán là do cái motor, chẳng biết được, có thể là do cánh quạt. Nhưng mà cái hay ở chỗ là như thế này, cũng cái chiếc xe E300 của tôi sẽ tắt điều hòa đi cho các bạn xem. Đợi nhá, cái này mới hay này.
Rồi, tắt điều hòa đi rồi. Rồi, bây giờ các bạn sẽ thấy là hai cái động cơ này khi cùng tắt điều hòa đi, tôi chỉ đứng ở ngay đây thôi. Chỉ đứng ở ngay đây thôi là các bạn đã thấy nghe tiếng cày. Ô, con cười nhở, tại sao lại như vậy? Vâng, bạn không nhầm đâu. Các bạn không hề nhầm đâu, là động cơ của Mẹc đời mới 2.0 turbo kêu to hơn động cơ của VinFast. Nếu mà nói là rất nhiều thì nhiều người sẽ không tin, nhưng với tôi nó kêu to hơn rất nhiều. Nếu ai không tin thì làm ơn mời đến đây, đến nhà tôi sẽ cho các bạn nghe thử. Tôi cũng không hiểu tại sao cái hồi tôi mới mua cái xe này, hồi tôi chưa mua, hồi tôi còn đi thử ấy, tôi đứng ngoài tôi bảo ô, xe Mẹc bán ở Việt Nam này lại chạy máy dầu à, kêu to thế nhỉ. Không phải, tôi mới hỏi cái câu này với cả các kỹ sư người nước ngoài ở bên Mẹc, thì họ bảo là cái động cơ này là họ sử dụng cái công nghệ gì đấy turbo cho nên là nó sẽ kêu to hơn bình thường, nhưng không hề ảnh hưởng gì đến tất cả các thứ ở bên trong. Thì đúng thật, ngồi ở trong khoang nó êm, Mẹc mà, ngồi ở bên trong nó rất êm, không hề ảnh hưởng gì cả. Đi êm một cách ngạc nhiên. Nhưng mà ở bên ngoài thì các bạn sẽ thấy là tôi đồ rằng các bạn đi đứng cạnh cái xe E300 thì các bạn sẽ thấy nó kêu to hơn cái xe VinFast này rất nhiều, nếu như tắt điều hòa đi. Còn nếu như bật điều hòa lên thì cái xe này, cái tiếng của điều hòa nó sẽ kêu to hơn là tiếng điều hòa của xe này. Đấy, thì cái động cơ của xe này nó không hề kêu đó nha. Nhiều người nói là cái động cơ kêu to là không đúng, mà là do tiếng của điều hòa. Vậy thế những người, mọi người lại hỏi là bây giờ cái điều hòa nó kêu to thế thì vào trong nó ổn. Lại nhầm. Ngồi ở bên trong xe của VinFast với ngồi ở bên trong xe của Mẹc, xin thưa là tôi rất yêu xe Mẹc và tôi rất yêu xe của tôi nhé. Nhưng mà phải nói, phải công nhận là ngồi bên trong hai xe này êm như nhau. Êm là tiếng ồn ấy, như nhau. Bất ngờ không? Đừng bảo tôi như thế nào đi, nhưng mà các bạn cứ đến nhà tôi sẽ cho thử. Đấy, vậy thôi. Đấy là cái bất ngờ mà tôi muốn chia sẻ cho các bạn. Nhân dịp là hôm nay xuống hầm một vài người nhìn và cũng là tôi cũng đỗ hai cái xe cạnh nhau, tôi làm cái cây nhà lá vườn chia sẻ cho các bạn. Thì về độ cách âm, về độ ồn động cơ trong khoang động cơ và khoang cabin thì hai xe không khác gì nhau. Còn cái tiếng ồn ở bên ngoài xe của Vin ồn thật, nhưng mà nó là do ồn tiếng của motor điều hòa, và hy vọng rằng là mang đến đại lý là sẽ khắc phục được. Thực ra cũng chẳng vấn đề gì, điều hòa nào nó kêu thôi, chẳng qua là nó kêu to hay nó kêu bé thôi. Cái này nó kêu to hơn bình thường một chút. Cái động cơ của nó này kêu to hơn. Cái động cơ này 2.0 turbo của Mẹc kêu to hơn, còn động cơ của VinFast. Đấy, vậy thôi. Anh em nào mà muốn kiểm nghiệm thì có thể liên hệ với tôi để tôi cho các bạn thử. Các bạn sẽ biết ngay nó như thế nào. Comment ở dưới để anh em mình cùng trao đổi thêm về hai chiếc xe này. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. Thế mấy hôm nay tôi quảng cáo cho game Giang Sơn Mỹ Nhân thì anh em đã chơi chưa nhỉ? Các bạn thấy hôm nay dạo này tôi là xanh xao vàng vọt vì đêm nào tôi cũng cày Giang Sơn Mỹ Nhân. Anh em nào chơi thì vào đây chơi với tôi nhá. Bye bye.